Khoan, trước khi bắt đầu video này thì mình có một thông báo quan trọng, đó là Co68 TV đang tổ chức cuộc thi Trader Kể Chuyện. Trong cuộc thi này thì các bạn có thể chia sẻ hành trình và kinh nghiệm của mình trong thị trường crypto, cũng như là nhận được giải thưởng lên đến 1.500 đô lận đó. Vậy thì chi tiết cuộc thi mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả cũng như là pin comment của video này. Các bạn nhớ đón xem và theo dõi cuộc thi nha. Thank you. Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Co68. Thì vẫn như thường lệ thôi, vào tầm khoảng giữa tuần thì mình sẽ đồng hành cùng anh em để có thể cập nhật cho anh em những cái diễn biến mới nhất đang xảy ra trên thị trường và thị trường của chúng ta đã chuyển động như thế nào trong vài ngày qua, để mà anh em có những cái nắm bắt kịp thời nhất đối với thị trường hiện tại nha. Thì một cái lưu ý nhỏ nhỏ là ở trong video này thì giọng nói của mình hôm nay không được tốt, nên có thể là nó sẽ hơi nhỏ một chút, hoặc là nó sẽ có một cái phần sổ mũi trong đó nữa, nên là mình hy vọng rằng là anh em có thể thông cảm một cái lỗi nhỏ này nha. Ok, vậy thì mình sẽ không dài dòng nữa và chúng ta hãy cùng bắt đầu tiến ngay vào nội dung của video ngày hôm nay thôi. Thì cái diễn biến của Bitcoin trong vài ngày qua đó thì mình nghĩ rằng là không chỉ riêng mình đâu, không chỉ riêng cá nhân mình, mà đa số cộng đồng anh em cũng đang rất là vui, đúng không? Nhưng trong đó chúng ta có một cái nỗi buồn nhẹ nhẹ thôi. Thì mình hiểu được rằng là phần lớn anh em cũng đang giữ Ancoin và mình cũng đang giữ Ancoin. Đó, riêng cá nhân mình cũng đang đầu tư vào Ancoin mà thôi. Mà khi Bitcoin nó tăng như vậy đó, thì dường như là Ancoin nó đã bị rơi rớt nhẹ, giảm vài phần trăm, hoặc là có những Ancoin nó không có một cái sự tăng trưởng đột biến đó. Thì anh em cũng đừng nên là quá lo lắng về cái vấn đề này nha. Tại vì theo cái dòng chảy, theo cái chu kỳ thị trường đó, thì khi mà Bitcoin nó tăng nhanh như vậy, nó phản ứng nhanh như vậy, thì nó cũng sẽ có một cái sự điều chỉnh và đi ngang thôi. Và khi đó những cái dòng vốn nó sẽ quay ngược trở lại thị phần của Ancoin, và chúng ta sẽ có một cái sự tăng trưởng về Ancoin sau này ha. Nên anh em đừng có lo lắng quá về cái vấn đề đó. Vậy thì chúng ta hãy đi đến những cái nội dung mà nó đã diễn biến để có thể thúc đẩy được cái sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ của Bitcoin trong vài ngày qua đi. Vậy thì đầu tiên á, mình muốn chia sẻ đến cho anh em thì chúng ta hãy nhìn vào một cái dữ liệu, đó chính là về cái transaction, về cái khối lượng giao dịch hàng ngày của Bitcoin đó. Thì vào cỡ khoảng là ngày 8, ngày 7 tháng 10, là trong tháng này đó anh em, thì cái con số này nó đã lên tới mức kỷ lục rồi. Nó đã đạt tới khoảng là 31 tỷ USD đó, được giao dịch ở trên mạng lưới của Bitcoin chỉ trong vòng một ngày mà thôi. Và cái dữ kiện này nó cho chúng ta biết là điều gì? Nó cho chúng ta biết được rằng là cái sự thúc đẩy, cái sự giao dịch và cái sự hưng phấn của các nhà đầu tư khi mà tham gia vào thị trường và Bitcoin lúc này, nó đã chuyển động mạnh mẽ như thế nào. Vì vậy nó mới tạo ra được một cái volume, một cái lượng giao dịch lớn đến như vậy. Và chúng ta từ cái dữ kiện đó thì chúng ta có một cái dữ kiện khác. Và ở đây mình dùng dữ kiện của Glassnode ha. Thì anh em có thể thấy được rằng á, là những cái giao dịch của Bitcoin, những cái volume của Bitcoin, nó đã đạt tới khoảng ngưỡng là từ 1 triệu tới 10 triệu USD giá trị giao dịch đó. Và điều này anh em thấy nó có một cái sức đột biến như thế này, một cái sức đột biến rất là lớn như thế này, và nó kéo theo cả giá của Bitcoin cũng phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy. Và điều này nó cũng cho ta thấy rằng là cái sức thanh khoản của Bitcoin nó đã lớn hơn rất là nhiều, và các nhà đầu tư đang đổ dòng tiền của mình vào để có thể tích lũy, để có thể thâu mua Bitcoin một cách tối đa nhất có thể. Và chúng ta hãy đi đến một cái thông tin tiếp theo đi. Đó, một cái thông tin tiếp theo mình muốn chia sẻ cho anh em á, là anh em có biết thượng nghị sĩ Senator Lomax không? Thì bà này là một người rất là lạc quan về Bitcoin, và khác với những cái người trong cái bộ máy chính phủ, trong cái bộ máy chính trị của Hoa Kỳ đó, thì Senator Lomax là một người luôn luôn có những cái lập luận rất là tốt về Bitcoin, và bà luôn ủng hộ Bitcoin trong thời gian dài. Đó, thì có khoảng là tầm 3-4 ngày trước đó, thì bà đã có một cái tiết lộ rằng là chính bản thân bà cũng đầu tư vào Bitcoin. Và ở đây mình có chỉ rõ cho anh em rằng là bà đó đã công bố rằng là bà đã mua với cái mức dao động giá của Bitcoin là từ 50.000 đô đến 100.000 đô. Đó, thì cho đến nay đó thì bà tiết lộ rằng là tổng cái giá trị Bitcoin mà bà đang nắm giữ đó, thì bà đang sở hữu khoảng là từ 100.000 tới 250.000 USD. Mặc dù cái con số này nó không hề lớn, nhưng mà nó cũng cho chúng ta thấy được rằng là ngay cả chính những người đang hoạt động ở trong bộ máy chính phủ Hoa Kỳ, họ nói rằng là họ ủng hộ Bitcoin, họ đưa ra những cái
đề xuất tốt đối với Bitcoin và tiền mã hóa thì chính bản thân họ cũng đầu tư luôn. Và đây cũng là một tín hiệu đáng mừng để cho chúng ta có một cái sự tiếp nhận mới hơn, cho chúng ta có một cái sự áp dụng mới hơn về cái góc nhìn của những người lập pháp, của những người đang hoạt động trong bộ máy chính phủ của Mỹ ha. Rồi rồi, và chúng ta hãy tiến đến một cái thông tin mà mình nghĩ rằng là đây là một cái thông tin, một cái bước ngoặt rất là quan trọng đối với cái sự gọi là mở cửa của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ SEC đối với Bitcoin. Đó thì vào cuối tuần qua đó anh em, và chính xác hơn là vào ngày thứ bảy đó thì Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ đã gật đầu phê duyệt rồi, đã phê duyệt một cái quỹ ETF. Và cái quỹ này á, thì cái quỹ này thì nó chỉ đầu tư gián tiếp vào Bitcoin mà thôi. Thì mình sẽ diễn giải ở đây kỹ một chút để cho anh em có thể nắm rõ ha. Thì cái quỹ này đó, họ sẽ không có đầu tư trực tiếp vào Bitcoin, mà họ sẽ dùng cái số tài sản của họ để mà họ đầu tư vào những cái công ty có tiếp xúc với Bitcoin. Ví dụ như là công ty MicroStrategy nè, hoặc là những công ty khai thác được niêm yết trên sàn chứng khoán, những công ty khai thác Bitcoin đó mà họ có cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán, như là công ty Marathon nè, H8 nè, đó, hoặc là Riot Blockchain nè, đó. Thì cái quỹ ETF này á, nó được gọi là quỹ Vol Bitcoin Revolution ha. Thì cái quỹ ETF này nó sẽ dành là chính xác nhất là ít nhất là 80% tài sản ròng của mình vào những cái công ty có tiếp xúc với Bitcoin. Thì cái sự gật đầu này của SEC á, thì theo quan điểm cá nhân của mình đó, thì mình nghĩ rằng là đây đã là một cái bước tiến rất là lớn rồi, và nó đã mở ra một cái bước ngoặt để cho chúng ta có thể mong đợi nhiều hơn, kỳ vọng nhiều hơn vào những cái quỹ ETF đầu tư trực tiếp vào Bitcoin lần đầu tiên được chấp thuận tại Hoa Kỳ ha. Thì đây là một cái bước tiến rất là lớn. Và nếu anh em nào có theo dõi vào những video trước thì mình cũng đã nói về là ông Gary Gensler đó, chủ tịch của SEC đó, thì ông cũng đã có những cái tuyên bố, những cái lập luận và động thái để có thể là gợi mở cho chúng ta biết rằng là một cái ETF chính thức tại Hoa Kỳ đầu tư trực tiếp vào Bitcoin sẽ đến trong một tương lai gần. Và những cái tuyên bố gần đây của ông á, là ông cũng đã rất là cởi mở về cái vấn đề này. Và mình nghĩ rằng á, là việc mà SEC sẽ phê duyệt thì đó chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Và điều này nó tác động như thế nào thì anh em biết được rằng á, là những cái ETF nó được xem như là một cái cửa ngõ rất là quan trọng, một cái nút thắt rất rất là quan trọng để cho những cái nhà đầu tư tổ chức tài chính lớn, những tay chơi rất là lớn ở trên thị trường, họ tiếp xúc vào Bitcoin thông qua cái cửa ngõ ETF này ha. Và nếu một cái câu chuyện chúng ta có thể xảy ra thành hiện thực là SEC phê duyệt Bitcoin ETF, thì chúng ta sẽ chứng kiến được một cái động lực rất là lớn từ các nhà tổ chức, từ các nhà đầu tư tài chính tổ chức lớn trên thế giới, họ đổ dòng tiền vào, thì lúc đó giá của Bitcoin sẽ phản ứng ra sao. Thì cái điều đó là cái điều mà mình nghĩ rằng là không chỉ mình đâu, mà rất nhiều anh em ở trong cộng đồng tiền mã hóa cũng đang mong chờ điều này. Và chúng ta hãy chờ đợi xem rằng là trong tháng 10 này, hoặc là trong quý 4 cuối năm 2021 này, điều đó có trở thành hiện thực không nha. Ok, vậy thì á, mình hãy tiến đến một số những cái thông tin thú vị khác mà ảnh hưởng tới giá của Bitcoin đi. Thì anh em thấy rằng là Bitcoin á, trong vài ngày qua đó, hoặc là trong tuần qua đi, đã tăng trưởng một cách rất là kinh ngạc. Và cái mức cao nhất của Bitcoin là đạt cỡ khoảng là 57.500 đô, 600 đô ha. Vậy thì chúng ta có những cái thông tin gì bên lề để có thể tác động đến cái sự ảnh hưởng đó? Thì cái thông tin đầu tiên, sau khi mình trình bày những cái thông tin vĩ mô đó cho anh em đó, thì chúng ta đã có những cái tác động rất là mạnh đến cái sự tăng giá này. Thì đầu tiên chúng ta hãy xét đến là cái việc là vào ngày 6 tháng 10 đi, thì chúng ta đã có một chú cá voi. Đó, chú cá voi này, mình cũng không biết là đây là một chú cá voi hay là những cái nhà đầu tư bán lẻ nữa, nhưng mà cái chỉ số on-chain cho chúng ta thấy được rằng á, là hình như là đã có một ai đó họ mua đến 1,6 tỷ USD Bitcoin ở trên sàn giao dịch ha. Và cái việc mua với cái khối lượng cực kỳ lớn này, nó đã tác động không nhỏ đến cái việc tăng giá của Bitcoin vào thời điểm đó ha anh em. Đó thì đây là một cái tin tức mà mình nghĩ rằng là tác động cũng không nhỏ đâu đến giá của Bitcoin. Đó, vậy thì chúng ta hãy hình dung lại một cái câu chuyện là cái sự tăng giá này của Bitcoin, tại sao nó lại tăng giá một cách đột biến như vậy, và liệu có một cái sự chen chân của các nhà đầu tư bán lẻ hay không. Thì ở đây mình có một số dữ liệu đến cho anh em xem á. Thì hầu như đến thời điểm hiện tại đó, thì cái sự tăng giá của Bitcoin đó, thì nó chỉ xoay quanh vấn đề là các nhà đầu tư tổ chức đang thâu gom, đang thu mua và tích lũy mà thôi. Và những nhà đầu tư bán lẻ
ở đây giống như kiểu là cá nhân mình hoặc là cá nhân anh em thì dường như chúng ta không có một cái sự chen chân nào vào cả. Vì sao? Vì ở đây mình sử dụng dữ liệu của CoinShare đi. Đó thì CoinShare đã phân tích cái dòng tiền chảy, cái dòng tiền luân chuyển và lưu động trong tuần qua đó. Thì anh em có thể thấy được rằng là cái dòng tiền chảy vào Bitcoin trong tuần qua nó lên tới là 225 triệu đô la. Đó, và dòng tiền này được đầu tư từ các tổ chức uy tín và lớn hàng đầu trên thế giới nha anh em. Nhưng mà điều này, cái báo cáo này nó cũng lý giải tại sao là khi mà Bitcoin tăng trưởng như vậy thì Altcoin lại có một phần thua thiệt hơn và có một phần giảm nhẹ hơn. Chính là ở đây, đó, các nhà đầu tư tổ chức họ đã đẩy dòng tiền rất là mạnh vào Bitcoin. Và cùng với đó là chúng ta sẽ chứng kiến được cái sự chảy dòng tiền ra ở các sản phẩm Altcoin. Như là anh em có thể thấy rằng là Ethereum cũng đã thất thoát là 13,6 triệu USD nè. Hoặc là những sản phẩm khác như là về Ripple, về Polkadot, về Litecoin ha. Và dường như là tất cả tâm điểm đều đẩy mạnh, đều đổ dồn vào Bitcoin. Đó, và cái sự tăng giá này là chủ yếu đến từ các nhà đầu tư tổ chức nha anh em. Chứ thật sự là những nhà đầu tư bán lẻ, những cá nhân bán lẻ đơn lẻ, họ vẫn đang đứng ngoài, họ chưa có thực sự quay vào đâu. Vậy thì cái lý do tại sao là những nhà tổ chức đầu tư bán lẻ, những nhà bán lẻ như chúng ta đó lại đứng ở ngoài, trong khi những cái diễn biến thông thường đó thì khi mà Bitcoin nó tăng trưởng như vậy thì chúng ta phải lao vào đúng không? Nhưng mà tại sao như vậy? Thì mình nghĩ rằng là một cái nguyên do có thể đến là do là hầu như chúng ta đã trải qua những cái cuộc khủng hoảng như là về ngày 19 tháng 5 nè, hoặc là kéo dài đến tháng 9 khi mà Trung Quốc đưa ra những cái biện pháp đàn áp như vậy đó. Thì có lẽ là các nhà đầu tư bán lẻ họ đang có một cái tâm lý là Bitcoin khi mà tăng một cách quá nhanh như vậy thì sẽ điều chỉnh mạnh. Và điều đó khiến họ quan ngại rằng là khi mà họ tham gia vào thị trường thì cái mức rủi ro phần trăm thua lỗ của họ sẽ cao hơn, và khi Bitcoin điều chỉnh mạnh như vậy thì họ sẽ càng mất hơn nữa. Vì chúng ta đã kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 rồi. Đó, và trong cái khoảng thời gian đó các nhà đầu tư bán lẻ dường như đã, cái tâm lý họ đã bị đè nén, họ bị dồn nén, và những cái thất thoát thua lỗ của họ đã rất là nhiều rồi. Nên vì vậy trong cái sự kiện Bitcoin tăng giá lần này có lẽ như là họ cũng đang lo sợ. Vì thế họ chọn một cái phương án rằng là tôi sẽ đứng ngoài. Đó. Và cái điều này nó thể hiện rất rõ anh em. Nó thể hiện rất rõ. Thì ở đây mình sử dụng một cái dữ liệu của Google Trend đi ha. Thì anh em thấy á, là cái đỉnh điểm cái sự bùng nổ tăng giá của chúng ta vào cuối năm 2017 đó, thì cái lượt truy vấn, cái lượt truy cập và tìm kiếm cái từ khóa Bitcoin đó vào thời điểm đó nó đạt mức đỉnh, nó đạt tới khoảng là 100 lần đó anh em. Đó, và khi mà chúng ta tiến đến một cái đỉnh cao ở trong năm nay, khi mà một cái thị trường uptrend trở lại đó, thì chúng ta đã ghi nhận vào cỡ khoảng là tháng 3 nè, tháng 4 nè và tháng 1 nè, thì cái lượt tìm kiếm của những người đầu tư họ tìm kiếm vào cái từ khóa Bitcoin này nó cũng tăng rất là mạnh. Nhưng mà hiện tại đó, cái lượt tìm kiếm của cái từ khóa Bitcoin này thì nó vẫn đang ở mức đáy, nó đang ở mức thấp. Và điều này chứng minh rằng là các nhà đầu tư nhỏ lẻ họ dường như họ đang đứng ngoài, và họ không có một cái động lực nào mạnh mẽ để có thể mua Bitcoin vào cái thời điểm này. Và cái sự tăng giá của Bitcoin hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà đầu tư tổ chức, những cá voi trên thị trường mà thôi. Đó, vậy thì chúng ta hãy đi tới một cái biểu đồ tiếp theo đi. Tức là một cái biểu đồ mà chỉ số tham lam và sợ hãi, thì chắc chắn rằng là anh em cũng đã quá quen với cái dữ liệu này rồi. Thì hiện tại đó chúng ta đang ở một ngưỡng gọi là tham lam thôi. Đó, và ngày hôm qua chúng ta đã đạt tới một cái chỉ số là cực kỳ tham lam cơ. Vậy thì sao? Vậy thì anh em có thể thấy rằng là khi mà cái chỉ số cảm xúc này á, nó diễn biến trên thị trường á, thì chúng ta có gì ta? Chúng ta có vào tháng 2 là khi mà nó đạt đỉnh như thế này, thì Bitcoin đã có một cuộc điều chỉnh. Và chắc chắn rằng anh em còn nhớ cái cuộc điều chỉnh đó, nó rơi vào tầm khoảng là từ 8.000 tới 10.000 đô ha. Thì nó đã lại tụt xuống để mà cái chỉ số này á, nó duy trì ở cái mức gọi là sợ hãi. Thì theo một cái chu kỳ mà thôi, thì theo một cái chu kỳ thì khi mà chỉ số nó đạt tới mức tham lam tột độ thế này thì nó sẽ có một cái sự điều chỉnh xuống ở mức trung lập hoặc là ở mức gọi là sợ hãi. Thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là Bitcoin cũng sẽ có một cái cuộc điều chỉnh ha. Vậy thì xét về thời điểm hiện tại khi mà chúng ta ở mức gọi là tham lam đi, thì so với cái dữ liệu của quá khứ á, khi mà chúng ta đạt đỉnh nó sẽ có một cái cuộc điều chỉnh. Vậy thì chúng ta vẫn còn một cái dư địa khá là lớn ở đây trước khi chúng ta tiến đến một cái sự điều chỉnh để cho Bitcoin có thể lành mạnh hơn, có thể tăng một cách nó bền vững hơn trong tương lai ha anh em. Vậy thì cùng với đó là mình cũng có một số cái thông tin khá là thú vị đến cho anh em á. Thì anh em có thể thấy không, đây
là cái biểu đồ cho chúng ta thấy được rằng là những cái ví nào đang là những cái ví cá voi được phân bổ lớn nhất ở trên thị trường hiện tại. Thì chúng ta có đây, chúng ta có ba cái ví này đó. Và tại sao mình lại đề cập đến thông tin này, thì anh em có thể thấy được rằng á, là một trong ba cái ví này đó, vào cỡ khoảng là ngày 7 tháng 10 đó, thì một trong ba cái ví cá voi lớn nhất thế giới họ đã xả Bitcoin ha, họ đã xả Bitcoin vào cái thời điểm đó. Thì thông thường đó, thì những cái sự kiện mà xả này á, thì nó sẽ gây ra một cái sự rất là hoảng loạn và một cái sự bán tháo ngắn hạn thôi, một cái sự bán tháo ngắn hạn vào cái thời điểm xả này. Nhưng mà anh em thấy không, vào ngày 7 tháng 10 này đó, khi mà cái ví Bitcoin này xả một cái số lượng như vậy đó, thì Bitcoin vẫn cứ tăng trưởng mà thôi. Đó, vậy thì sao? Vậy thì chúng ta, cái điều này đó, nó lại càng lập luận cho chúng ta biết được rằng đó là khi mà cái ví Bitcoin nó xả một lớn như vậy mà lại không có sự kiện bán tháo, thì chứng tỏ rằng là các nhà đầu tư bán lẻ họ không tham gia vào thị trường. Và cái sự biến động đó chỉ là do các đầu tư tổ chức lớn họ tham gia vào thị trường, nên những cái vấn đề xả này họ không quan tâm. Và cái điều đó nó giữ cho thị trường ở một cái trạng thái cân bằng, và từ đó là giá của Bitcoin sẽ được đẩy lên mà thôi. Nhưng nếu chúng ta hãy lật lại một cái bức tranh khác, nếu như vào thời điểm đó những nhà đầu tư bán lẻ họ tham gia vào để tác động đến giá của Bitcoin tăng trưởng như vậy mà không có sự nhúng tay của những nhà đầu tư tổ chức tài chính lớn, thì mình nghĩ rằng á là cái sự kiện mà khi mà nhận được cái thông tin là ví Bitcoin lớn thứ ba thế giới họ xả như vậy, thì chắc chắn Bitcoin sẽ chứng kiến một cái cuộc bán tháo tương đối mạnh ha anh em. Rồi, đó là những cái thông tin về Bitcoin mà mình muốn chia sẻ cho anh em trong ngày hôm nay. Và chúng ta hãy tiến đến một cái những cái nhận định về tương lai đi. Đó, vậy thì chúng ta đang ở cái ngưỡng như thế này, đúng không? Vậy thì tương lai Bitcoin liệu có tăng trưởng tiếp không? Hay đây sẽ là một cái bước tăng trưởng cuối cùng của Bitcoin trong cái mùa uptrend này đó? Thì ở đây mình muốn gửi đến cho anh em một cái bản research, một cái nghiên cứu mà được Bank of America, đó chính là ngân hàng lớn thứ hai tại Hoa Kỳ nha anh em. Thì cái nghiên cứu này, Bank of America đã chỉ ra rằng là thị trường của chúng ta vào cái thời điểm hiện tại nè, nó đang rất là bé, nhưng mà cái sức hấp dẫn của nó thì lại quá lớn. Nó quá lớn để những người đầu tư như chúng ta có thể làm ngơ, có thể bỏ lỡ cái thị trường này. Và theo cái quan điểm của mình thì qua cái nghiên cứu này, Bank of America cũng muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng là nếu mà ai đã bỏ qua, đã bỏ lỡ cái thị trường này thì đó sẽ là một cái điều tiếc nuối đó anh em. Thì ở trong cái nghiên cứu này thì Bank of America không chỉ đề cập về Bitcoin mà họ còn đề cập về DeFi, họ còn đề cập về NFT và những cái lĩnh vực khác thuộc phạm trù của crypto. Và họ chỉ ra rằng là đối với cái vấn đề lạm phát như hiện nay thì sẽ có thêm 94 triệu người trên toàn thế giới họ sẽ chuyển đổi tài sản của họ qua Bitcoin, và họ xem Bitcoin như là một cái loại vàng mã hóa, một cái loại vàng kỹ thuật số mới thay vì vàng truyền thống thông thường, vì họ lo sợ rằng là cái vấn đề lạm phát sẽ xảy ra, nhất là trong cái bối cảnh là nền kinh tế toàn cầu của chúng ta đang đi xuống và đại dịch của chúng ta nha. Đó, vậy thì nếu mà 94 triệu người họ tham gia vào cái thị trường này trên toàn thế giới như vậy, mà chúng ta hãy xét đến nguồn cung của Bitcoin đang dao động ở mức gọi là đáy ở trên các sàn giao dịch đi, đúng không anh em? Vậy thì điều này nó sẽ gây ra một cái sự sốc nguồn cung, một cái sự khan hiếm nguồn cung như vậy. Và khi chúng ta có một số lượng người rất là lớn, một số lượng người đông đảo trên toàn thế giới họ tham gia vào thị trường để họ mua Bitcoin, thì điều này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với giá của Bitcoin ha, đúng không? Tại vì là khi giá của Bitcoin đang di chuyển một cái mức như vậy, nguồn cung của chúng ta khan hiếm mà lại có một số lượng lớn người, một cái nguồn tiền lớn đổ vào nữa, thì điều này sẽ giúp cho Bitcoin tăng trưởng mạnh hơn nha anh em. Đó, vậy thì chúng ta hãy tiến đến một cái thông tin khác về những cái hệ sinh thái khác đi. Tại vì giờ là chúng ta đã nói quá nhiều về Bitcoin rồi. Thì vào ngày hôm qua đó, thì một cái thông tin rất là lớn mà mình muốn chia sẻ cho anh em, đó chính là sàn Binance ha. Thì Binance họ đã chi đến 1 tỷ USD để họ phát triển cái hệ sinh thái Binance Smart Chain của họ. Vậy thì anh em có còn nhớ ở trong cái video mà mình chia sẻ với anh em là CZ liệu đã có những cái nước cờ như thế nào để có thể là thúc đẩy lại cái hệ sinh thái BSC của ông không, hoặc là đồng BNB như thế nào đó? Thì cái video đó ở tầm khoảng 1 tháng trước mình có chia sẻ cho anh em đó. Thì vào thời điểm hiện tại, rất là may mắn, chúng ta đã có một cái sự
kích thích mới đến từ CZ rồi. Và cái sự kích thích đó chính là sản nghiệp của ông, và ngay chính ông đã chi 1 tỷ USD để phát triển hệ sinh thái ha. Thì chúng ta có một cái bức tranh tổng quan hơn đó anh em. Thì ở trong video đợt trước đó thì mình cũng đã chia sẻ rằng là đối với các đối thủ cạnh tranh như là Solana, như là Phantom hoặc là những đối thủ cạnh tranh khác, họ đang có những cái hành động, có những cái động thái và chương trình để có thể kích thích và phát triển cái hệ sinh thái của riêng họ trong năm nay. Và BSC khi mà ở đầu quý 1 đó anh em, thì họ cũng đã có những cái bước phát triển rất là lớn như vậy. Nhưng mà sau cái khoảng quý 2, quý 3 họ rất là im hơi lặng tiếng như vậy. Vậy thì mình đã dự đoán vào cái thời điểm đó rằng là trong quý 4 họ chắc chắn không thể để mình tụt lại phía sau được, và họ sẽ có hành động. Và hiện tại là chúng ta đã có ha, và đầu tư hẳn 1 tỷ USD nha anh em. Vậy thì cái sự kiện này nó tác động đến cái hệ sinh thái BSC vào thời điểm hiện tại là ngày hôm qua, anh em có để ý không? Khi mà đồng BNB đó, khi mà cái tin tức này được tung ra đó, thì đồng BNB đã tăng một phát một cỡ khoảng là 30-40 giá gì đó. Vậy thì trong tương lai thì mình nghĩ rằng là những cái đồng coin, những cái dự án ở trong BSC nó cũng sẽ tăng trưởng mà thôi. Vì đây chính là một cái bệ phóng đầu tiên mà Binance họ đặt ra để phát triển hệ sinh thái của họ tăng trưởng hơn trong tương lai. Và dĩ nhiên rồi, những cái dự án con, những cái đồng coin ở trong thuộc hệ sinh thái này cũng sẽ được hưởng lợi mà thôi đó. Và tiếp theo đó thì chúng ta có một cái cơn bão NFT đó anh em. Thì cái cơn bão NFT là sao thì anh, thì như chúng ta đã biết á, thì Binance cũng có một cái thị trường NFT riêng cho họ. Thì vào ngày hôm qua đó anh em, thì sàn FTX họ cũng đã ra mắt một cái thị trường giao dịch NFT, và đặc biệt hơn đó chính là phát hành trên Solana ha. Thì dần dần chúng ta thấy rằng là NFT ban đầu nó phát triển, đúng không? Nó phát triển ở cái ngưỡng gọi là sự bùng nổ thôi. Và rất nhiều người cho rằng là ở đây chỉ là một cái trend nhất thời, một cái bong bóng nhất thời mà thôi. Nhưng mà hiện tại đang chứng minh cho chúng ta thấy được rằng là NFT không phải như vậy, mà NFT chính là một cái phạm trù mới, một cái lĩnh vực mới, một cái miếng bánh rất là ngon để cho những cái sàn giao dịch, để cho những hệ sinh thái họ xây dựng ở trên đây họ phát triển rộng ra hơn nữa. Và đặc biệt hơn là họ hướng đến NFT như là một thành phần không thể thiếu đối với thị trường crypto. Vậy thì chúng ta đã có hành động của sàn FTX, và tiếp theo đó chúng ta cũng có hành động của sàn Coinbase đó. Thì anh em có thấy là Binance, FTX, Coinbase đó, những sàn giao dịch hàng đầu thế giới bây giờ họ đã tham gia vào NFT rồi, và họ đã có những cái thị trường riêng của họ rồi. Vậy thì không có một lý do nào để chúng ta có thể nói rằng là NFT là một bong bóng, là một trend nhất thời cả. Mà bây giờ chúng ta có thể nhìn nhận một cách nghiêm túc được rằng là NFT là một cái mảnh đất rất là màu mỡ để chúng ta có thể nhìn nhận một cách nghiêm túc hơn, nhìn nhận một cách nó tổng quan hơn, và đánh giá một cách nó trực quan hơn về cái lĩnh vực này. Và mình nghĩ rằng là video cũng đã khá là dài rồi, nhưng mà mình cũng sẽ chia sẻ một cái thông tin mà mình cho là thông tin này rất là quan trọng đối với anh em, để chúng ta có thể kết thúc những cái nội dung mà mình truyền đạt trong video ngày hôm nay nha. Đó chính là sự kiện về USDT, về Tether đó. Thì để mà có thể phân tích và diễn giải về cái sự kiện này thì mình nghĩ rằng là nó rất là dài đó, nên là mình sẽ chia sẻ một số cái thông tin chủ yếu đến cho anh em. Và cái bài viết bên mình cũng đã thực hiện rồi, và mình sẽ để đường link ở bên dưới video để anh em có thể truy cập vào bài viết này để có thể đọc. Tại vì sau khi mình đọc cái bài viết này á, thì mình cảm thấy được rằng là đây là bài viết dường như là nói tất tần tật về những vấn đề Tether đang gặp trong thời gian qua, và rất là hay nha anh em. Đó, mình xin nhấn mạnh là rất là hay đó. Thì anh em mà theo dõi những cái thông tin được đăng trên những cái báo truyền thông như là về lao động, về VN Express, thì họ thường nói rằng á là Tether là bây giờ là một cái dự án scam đó, lừa đảo. Và ngay cả những CEO của Tether cũng đã xóa những cái thông tin trên Twitter của mình rồi, và cảnh báo tất cả những người đang đầu tư vào tiền mã hóa về cái rủi ro của cái đồng Tether này. Thì những cái mà sự kiện xảy ra xung quanh Tether đó thì nó xảy ra xung quanh ra sao thì mình tóm gọi lại cho anh em. Tức là các nhà báo của Bloomberg đó, họ đã điều tra, họ đã tiến hành một cái cuộc điều tra về Tether, và nó có những cái sự thật gây bất ngờ đối với cộng đồng tiền mã hóa. Tức là cái việc mà bảo chứng của Tether không được bảo chứng rõ ràng nè, đó, nguồn gốc xuất phát của những người thành lập ra Tether nó cũng không rõ ràng, vấn đề pháp lý của Tether nó vẫn không rõ ràng,
Vậy thì họ đặt ra một cái dấu chấm hỏi rằng là nếu mà sau này, đúng không, nếu mà sau này Tether vỡ vụn, thị trường stablecoin sụp đổ, thì Bitcoin và dường như là tất cả các phạm trù của lĩnh vực crypto sẽ đi về đâu đây? Tại vì anh em thấy rằng là Bitcoin được bơm nhiều nhất bởi USDT, và cái cặp giao dịch giữa Bitcoin, giữa Altcoin đối với USDT luôn luôn là những cái cặp giao dịch có khối lượng nhiều nhất. Và cái vấn đề bảo chứng của Tether không được bảo chứng một cách rõ ràng như vậy, đúng không? Vậy thì sau này khi mà có sự cố, các nhà đầu tư họ quy đổi Bitcoin, Altcoin ra USDT, thì liệu rằng Tether có cái sự thanh khoản đủ cho các nhà đầu tư đó hay không? Đó là một cái dấu chấm hỏi rất là lớn mà các nhà phóng viên của Bloomberg họ điều tra ra. Họ thấy có rất nhiều cái sự bí ẩn, có rất nhiều cái lỗ hổng ở đằng sau đó, và khiến cho cộng đồng đầu tư tiền mã hóa hoang mang. Đó, thì mình tóm gọn lại cho anh em như vậy. Và để anh em hiểu hơn thì mình sẽ để cái đường link ngay bên dưới để cho anh em đọc. Và mình cũng khuyên anh em là chúng ta nên truy cập vào cái bài viết này để mà có thể có một cái kiến thức sâu hơn, cũng như là có một cái cái nhìn nó tốt hơn về tình trạng của Tether đang diễn ra hiện nay ha. Vậy thì mình nghĩ rằng là video này cũng đã khá là dài rồi, nên mình cũng xin kết thúc tại đây. Và mình cũng rất cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua, và những video điểm tin giữa tuần, để cho anh em có thể cập nhật nhanh nhất những cái tin tức trên thị trường ha. Và nếu anh em có những cái bình luận gì, có những cái chia sẻ gì về tiền mã hóa thì anh em có thể bình luận ở ngay bên dưới. Anh em đừng có ngần ngại nha. Bình luận tiêu cực hay tích cực thì mình vẫn cho rằng đó là những cái động lực để cho mình có thể cải thiện ở trong những cái nội dung, những cái video tiếp theo để có thể gửi gắm đến cho anh em. Và nếu anh em yêu quý con số 8 hơn nữa thì anh em có thể ủng hộ con số 8 bằng việc là nhấn một nút like hoặc là subscribe, để cho bọn mình có những cái niềm vui chia sẻ cho anh em và tích cực hoạt động hơn nữa để có thể trao đổi đến cho anh em qua những video này nha. Ok, mình xin cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở video lần sau. Bye bye.